Bây giờ mình mà không nhìn nó một cái là nó đuổi, nó giết mình á. Này, đấy rồi, thấy không? Nhìn này, đó, nó sẽ đứng yên. Ui trời ơi. Quay mà đi. Thấy các bạn không? Quay mà nhìn bên này. Đó. Xin chào các dân chơi, mình xin tự giới thiệu mình là thằng dở hơi. Ôi đùa các bạn đấy, các bạn còn nhớ cái map này không? Đã lâu lắm rồi chúng ta không quay trở lại đây rồi nhỉ. Đây là cái căn nhà đất xấu chết ngất nhưng mà chứa đựng rất là nhiều thứ bẫy và các công nghệ để bảo vệ cái ngôi nhà này. Đây là cái nơi trú ngụ của mình nên mình phải có nhiệm vụ bảo vệ cái ngôi nhà này ở trong cái map này các bạn ạ. Và thường thì sẽ có rất nhiều bọn quái vật đến đây để tấn công. Đấy, và mình sẽ phải bảo vệ cái nhà đấy. Thế thôi, đơn giản thế thôi. Nhưng mà các bạn đừng có mà tưởng mỗi lần bọn quái vật đến đây là một loại quái vật khác. Và mình chưa biết hôm nay là cái con quái vật nào nó sẽ tấn công ngôi nhà của mình. Đấy, nên bây giờ chúng ta còn ra xem cái bảng thông báo này. Ở đây thì sẽ cho biết hôm nay mình sẽ phải chống lại con quái vật gì. Và các bạn nhìn ra đằng sau, các bạn nhận ra đây là con gì không? Có bạn nào biết không? Mình sẽ cho các bạn 3 giây để xem bạn nào biết nhá. 1 2 3. Rồi các bạn bình luận ở phía dưới video á. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết đây là con gì. Mình đã nhìn phát là mình biết con gì luôn. Đây là con SCP-173 các bạn ạ. Đấy, ui trông cái mặt nó ghê quá các bạn. Ui, không biết đây là những cái mắt của nó đúng không? Mình cũng không biết được. Đấy, thôi. Và thế là các bạn biết hôm nay chúng ta đã phải chống lại một cái con SCP-173. Nhưng còn một điều kinh khủng hơn, đó chính là mình không phải là tiêu diệt một con SCP-173 đâu các bạn, mà là cả một bầy SCP-173 đó. Nên cái mức độ khó nó rất là cao. Và các bạn nhớ giúp mình bằng cách bấm nút đăng ký kênh này, like video, chia sẻ video bạn bè cùng xem. Và xem trong video các bạn thì quảng cáo để xem hết cái quảng cáo đó, hoặc là bấm cái quảng cáo để ủng hộ mình chút tiền ăn lấy sức làm thật nhiều video bạn xem nữa. Đấy, ăn thì mới có sức làm video đúng không? Các bạn mà không ủng hộ mình thì mình không có sức làm video đâu á. Nên là các bạn nhớ giúp mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cách tiêu diệt cái bọn SCP-173 thôi. Đây là những cái rương mà chứa những cái đồ mà người ta cho mình, giúp mình để mình có thể tiêu diệt cái bọn SCP-173 đó. Mình sẽ mở chiếc rương thứ nhất ra. Ồ, ở đây có rất nhiều súng, trông công nghệ có vẻ rất hiện đại các bạn ạ. Và cả lựu đạn nè. Đấy, bây giờ mình sẽ thử khẩu súng thứ nhất cho các bạn xem. Ui, một khẩu súng đen xí này. Đấy, các bạn thấy không? Trên tay mình đây này. Đó. Ui, bắn ra một cái viên đạn gì mà tia đỏ đỏ. Ui, có thể nhòm được rất là xa luôn này. Mình có thể nhòm tới tận cái nhà thờ kia. Đấy, bắn con ngựa kia luôn. Đấy, đấy, bắn con ngựa luôn. Bắn con ngựa. Bắn con... Ui, chết cả con ngựa luôn các bạn. Ui, súng lợi hại ghê. Đấy, và mình có thể bắn vào cái biển kia. Cái bia kia. Đấy, chiu 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 chiu. Chiu 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 chiu. Đấy, đây là khẩu súng thứ nhất. Và tiếp theo mình có một khẩu súng nữa này. Một khẩu súng trắng. Ôi, hôm nay cho mình đúng một khẩu súng đen và một khẩu súng trắng các bạn ạ. Và khẩu súng này đi. Ui, bắn ra một cái tia sáng. Ui, đấy các bạn thấy không? Chiu 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 chiu. Đó. Và đây là quả lựu đạn các bạn ạ. Trên tay mình kìa. Mình sẽ ném nó cho các bạn xem nhé. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lại rương. Và mình sẽ mở chiếc rương thứ hai ra. Ồ, ở đây mình có một bộ giáp này các bạn này. Đó, một thanh kiếm. Và cái xẻng cát và rất nhiều táo vàng. Ồ. Ồ, cái xẻng cát này để làm gì ta? À, đây là cái cát lún các bạn ạ. Mình có thể sử dụng cái cát này để làm bẫy bọn SCP đó. Đúng rồi. Để tí mình sẽ đào vài cái hố xong mình đặt cát lún vào đấy. Bọn nó đi, bọn nó lún xuống đấy là mình có thể tiêu diệt nó dễ dàng hơn. Rồi, đây là bộ giáp hôm nay chúng ta được cho. Ui, các bạn thấy bộ giáp của mình nào? Có ngầu lòi không? Ui, trông giống một con robot nhỉ? Ui, nhưng mà kiểu người mình nặng nề hơn đó. Kiểu cái giáp này làm toàn bằng sắt các bạn. Kín mít luôn à. Không hở một tí gì luôn. Đấy, đây là bộ giáp này của mình. Và xem nào. Ui, có một thanh kiếm nhọn hoắt luôn này các bạn. Ui, hai lưỡi kiếm luôn. Chắc là sắc lắm ấy. Tí chém một phát trong trên luôn. Rồi, đây là chiếc giường thứ hai. Chỉ có thế rồi các bạn thôi. Mình sẽ bỏ tạm vào đây. Đấy. Và chiếc rương cuối cùng thì chúng ta có rất nhiều lucky block các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi đọc cái lucky block này để xem hôm nay chúng ta được những cái gì ở trong cái lucky block này nhá. Lucky block là một cái gì đó vừa may mắn do số của mình hên xui đó các bạn. Nếu mình số mình may mắn thì mình sẽ đọc được đồ, còn không thì mình còn bị tròn nữa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt lucky block ra đây. Từng cái một rồi đọc. Đấy. Chúng ta có 3, 4, 5, 6 cái lucky block các bạn.
đây này và đặt đây nữa. Bây giờ mình sẽ đập từ cái lucky block này. Hy vọng là chúng ta đập được đồ các bạn. Đấy, đồ càng xịn thì mình càng dễ tiêu diệt cái bọn SCP đó. Trời ơi, vừa bảo đồ xịn nó cho mình đúng cái bánh luôn các bạn, một cái bánh ngọt. Có bạn nào thích ăn bánh ngọt không, mình cho các bạn này, đấy, cho các bạn ăn bánh ngọt đấy. Khổ quá. Đập ra gì ra cái bánh ngọt không? Mang bánh ngọt ra cho bọn SCP đấy nó ăn à? Nó ăn nó lại béo tốt, nó còn đánh mình đau hơn đúng không? Ui. Vừa đập cái lucky block này thì sẽ đánh vào xuất hiện một con creeper các bạn ạ. Nổ cái gì, nổ cái gì. What, sao mình chết được ta? Trời ơi các bạn, mình đứng rõ xa mà sao mình lại chết được nhỉ? Ui, con creeper đấy nó mạnh cực kỳ rồi. Thôi lần sau không nghịch dại nữa. Biết thế chạy đi. Mình ngu quá rồi. Vừa vào phát đã bị chết rồi. Đèn. Rồi đập tiếp lucky đi. Trời ơi, lại đập được cái ngôi sao này, chả để làm gì cả. Cái này là, ui một chiếc rương. Hy vọng là chiếc rương này có đồ xịn các bạn ơi. Hy vọng như thế. Mở chiếc rương xem nào. Cái gì ơi? Toàn cái gì các bạn? Cái gì ơi? Các bạn biết đây cái gì không? Trên tay mình đây này. Không biết cái gì luôn. Ôi chiếc rương bảo có đồ xịn mà chả ra có gì. Ui có sắt, mũ sắt, vàng. Trời, chả để làm gì cả. Đây là cái block cuối cùng của mình rồi. Hy vọng có đồ ngon các bạn ơi. Đồ xịn. Nào, các bạn cùng mình đập nhá. Ui lại một chiếc rương nữa. Nhưng mà hy vọng nó không như cái rương lúc nãy. Toàn cái đồ gì không dùng được các bạn. Vừa bảo không như cái rương lúc nãy. Nó ra đúng như cái rương lúc nãy luôn các bạn. Áo sắt, mũ sắt, vàng. Đây, mình cho các bạn xem. Bên này cũng thế, được thêm mấy viên hắc diện thành nữa. Ui được cái bánh mì nữa. Chả được cái gì cả. Cay thật chứ. Lucky block hôm nay làm sao ấy. Đen lắm. Ôi còn một cái kìa. Quên mất. Mình cứ tưởng hết rồi. Nó còn một cái ở đầu kia. Đây, để mình đập lấy cái rương này đã. Đấy, lấy hết đồ vang về. Đấy, kìa có cái con thỏ nó nhảy. Mình cứ tưởng cái tiếng gì. Trên kia có một con lạ. Ui. Trời ơi. Lại ra một đống bát súp. Thỏ hầm hay sao đúng không? Đúng biết ngay mà. Trời ơi hôm nay đen ấy chả được cái gì các bạn ơi. Lâu lắm rồi quay lại. Đúng là đập này đen thật sự luôn. Số mình không phải là người may mắn lắm. Nên là nó toàn ra gì ấy. Tạm thời bây giờ mình sẽ về cất mấy cái đồ này ở trong nhà đã. À từ từ. Bỏ tạm vào dương cuối này đi. Mấy cái đồ này không dùng đến. Mai mang đi bán các bạn. Bán kiếm ít tiền tiêu. Đấy. Để lại đồ ăn này. Và trên này mình có một cái cúp xẻng. Bây giờ mình sẽ. Bây giờ cái cổng nhà mình dễ đi vào này quá. Chúng nó sẽ dễ xâm nhập vào khu nhà của mình. Nhưng bây giờ mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm một cái bẫy cát lún ở đây các bạn ơi. Đấy. Chúng ta sẽ đào chỉ cần xuống 2 block thôi. Đó. Sau đó mình sẽ đặt cát lún ở đây. Đấy. Chúng nó đi vào một phát là sẽ giẫm vào cái cát này xong lún dần xuống các bạn ơi. Bây giờ mình đi ra mình sẽ phải... từ từ. Mình phải kiếm cách nào để mình đi ra ta. Nghịch ngu rồi. Mình nhảy một phát qua hai block đó. Được các bạn ơi. Mình có thể nhảy được qua hai block. Ngon lành cành đào. Đấy. Từ từ, ra kia. Lấy đồ mang vào trong nhà cất đã. Đấy, ui, bộ dao các thứ. Rồi. Súng ống, đạn, các thứ mang hết cất hết vào trong nhà. Ê, rồi, bỏ vào trong rương ở trong nhà các bạn ạ. Đấy, đợi bọn quái vật, bọn SCP-173 đến mình sẽ tiêu diệt nó các bạn xem. Rồi, bây giờ chúng ta lên giường ngủ một giấc và đợi bọn SCP đến mình sẽ tiêu diệt nó. Không biết hôm nay chúng nó đến đông không? Rồi. 6 and a half hours later. Ui các bạn ơi, kinh khủng trước kia. Bọn SCP-173 chúng nó đã đến đây rồi. Trước cửa nhà mình kia, các bạn có nhìn thấy qua cửa sổ nhà mình không? Đó, một bầy luôn. Trời ơi. Và bây giờ mình vào phải vào chuẩn bị đồ đó các bạn ạ. Mình phải mặc giáp vào để mình trâu hơn. Đấy, phải có thứ bảo hộ trên người không là chết đó. Mặc vào. Thấy mình ngầu chưa? Ngầu lòi luôn, ngầu như bà bầu luôn. Cầm súng theo. Đấy. Điện đạn các thứ phải cầm chuẩn bị theo hết. Rồi. Mình tạm thời mình sẽ trèo lên nóc nhà các bạn ạ.
Mình sẽ kích hoạt cỗ máy bắn tên của mình lên. Ê bọn SCP kìa. Ồ chúng nó không nhìn thấy mình sao á? Tao đây này. Trời ơi, chúng nó không lại gần đến không gian bẫy của mình rồi. Ây. Bê. Ui. Rồi, một con dẫm cát lún. Nào. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt mấy con này trước các bạn ạ. Đấy. Một con. Ha. Từ từ, mình lên nóc nhà tắt cái cỗ máy của mình đi các. Nó kêu ầm 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 tạch 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 tạch. Tiếc tái quá. Rồi. Ui, chúng nó dịch chuyển tới kia rồi các bạn ạ. Không sao. Đưa tao lên này. Nào, qua đây. Ui. Mình dụ nó vào bẫy. Có hai con dâm bẫy rồi các bạn ơi. Nào, chúng mày chết toi chưa? Rồi, đứng dưới đấy mà chịu chết đi. Không thoát được ra đâu. Dám tính giết ta hả? Tấn công nhà của ta hả? Ui, còn một bầy luôn các bạn ạ. Chiu. Đùa con này sống dai thế. Còn tí nó khát chết được các bạn. Ui, đang sợ quá. Ui. Được. Ví dụ nó lên cái bẫy này của mình. Nào, lên đây. Kích hoạt cái bẫy. À. Rồi nhá. Đấy, rơi hết xuống đây rồi. Tắt đi. Chết cha chúng mày đi, dẫm bẫy của mình rồi. Các bạn thấy mấy cái bẫy của mình không? Ui. Trời ơi, vẫn còn một con. Cháy chưa? À, đuổi ta này. À, ây da. Đây vẫn còn nữa các bạn. Tao lại dụ mày lên cái bẫy này. Chúng mày đi theo tao. Nào, đi theo tao. Đi theo tao. Ui. Trời ơi. Ây da. Từ mẹ ăn quả táo vàng. Mấy con đấy sắp chết hết rồi. Dưới cái hố này của mình toàn gai luôn này các bạn này. Ui, chúng mày không lên được đâu. Còn một con ở bên ngoài à? Mình sẽ giết nó luôn. Rồi, đó. Chúng ta chết dần rồi các bạn ơi. Đấy, trôi xuống cái hố gai của ta rồi. Tưởng thế nào, cuối cùng mình đã tiêu diệt gần hết rồi các bạn ạ. Còn hai con này. Chết nốt. Quá lợi hại. Đấy, các bạn thấy bẫy của mình lợi hại không? Đấy, mình chỉ cần dụ nó vào mấy cái bẫy của mình thôi là chúng nó tèo luôn. Tuổi gì mà đòi giết mình. Đây, mình cho các bạn xem cái bẫy này của mình. Chắc mấy bạn xem lần trước chắc đều biết cái bẫy này của mình ấy. Bây giờ mình mà bật cái này lên một phát là cái mấy cái quạt này nó thổi gió. Nghĩa là ai đi qua đây sẽ bị thổi trôi xuống dòng nước này rồi. Trôi xuống mấy cái gai ở bên dưới kia. Là bị gai đâm chết. Đấy. Để mình đi thử bạn xem nhá. Bây giờ mình đi qua này một phát. Đó, mình sẽ bị thổi. Đấy. Bình thường đi qua này không sao này, đứng yên này, không sao này. Đấy, nhưng mà khi mà mình kích hoạt cái công tắc này lên nhá. Cái cần gạt này lên nhá. Bây giờ các bạn đi qua này. Đó, các bạn thấy không? Nó thổi mình trôi xuống dưới này luôn. Ui, chết rồi, mình tự bẫy mình à. Ui, nghịch ngu luôn. Giáp à. Rồi. Đó, mình làm sẵn cái cầu thang ở đây để mình trèo lên rồi. Để xem chúng nó rơi ra cái gì nào. Ui, chả rơi ra cái gì các bạn ạ. Ui, vậy là hết rồi sao? Trời ơi, tưởng bọn SCP-173 là cái gì chứ. Mình tiêu diệt phát hết luôn các bạn ạ. Đấy, thôi, mình đi vào nhà nghỉ ngơi đây. Tưởng chúng nó mạnh lắm, cuối cùng ai dè gà bắp. Mình giết một tí hết, còn bị mình lừa cả vào mấy cái bẫy của mình nữa. Ngu người. Ủa, gì kìa? Trong nhà mình lại có một con này các bạn. Mình còn không đánh được nó luôn à. Ui. Cái gì các bạn ơi? Nó đuổi mình các bạn ạ. À, mình biết rồi các bạn ơi. Bọn SCP này có một đặc điểm, đó là bây giờ mình nhìn vào nó sẽ không di chuyển được. Còn mình mà không nhìn vào nó phát là nó lao đến nó giết mình á. Đây là hiện tại nó đang bị mắc ở trong cái cát lún của mình thôi. Ui, con này có không giết được luôn đâu. Để mình cứu nó cho các bạn xem nhá. Đấy.
đây còn một con ạ. Ê, để mình cho các bạn xem nhá. Mình quay mặt đi này. Ồ, nó sẽ đuổi mình. Không, mình quay mặt lại nhìn nó này. Đó, nhìn nó. Nó sẽ không làm gì, mình quay mặt đi này. Ấy, ôi sợ quá các bạn ạ. Bây giờ mình mà không nhìn nó một cái là nó đuổi, nó giết mình ạ. Đấy rồi, thấy rồi. Nhìn này, nó sẽ đứng yên. Ui trời ơi. Quay mặt đi. Đấy các bạn không? Quay mặt nhìn bên này. Đó. Bây giờ mình sẽ nhốt nó lại thôi các bạn ạ. Con này là con chúa hay sao ấy, không giết được. Được, mình phải làm cái hàng rào xịn sò to to lên. Xảy lỗi rồi. Đó, chúng ta nhốt nó lại làm thí nghiệm các bạn ơi. Rồi. Nó bị mắc rồi, nó không đi được rồi các bạn ơi. À, quả này mình bắt được hẳn một con nào. SCP làm thí nghiệm. Ồ, vui đấy nhờ các bạn nhờ. Con này chắc là nó gần như là bất tử rồi đấy. Mình không giết được nó, nên bây giờ mình phải nhốt nó lại rồi báo cho bên phòng thí nghiệm SCP đến bắt nó về. Còn mấy con lúc nãy sao nó yếu đấy nhở? Lạ ta. Rồi, và có lẽ mình cũng sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Mình bắt được cái con SCP chúa rồi, nên là không lo là ngôi nhà của mình bị tấn công nữa. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.